Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm bài đặt chỗ nhà hàng .php. Do bài này design khá mất thời gian, do đó tôi đã thiết kế sẵn form có tên là đặt chỗ nhà hàng .php với các điều khiển của nó như yêu cầu của đề bài. Chúng ta có số khách, có ngày đặt chỗ, có các checkbox loại tiệc, tiệc sáng, trưa, tối, có radio, button, rút trong nhà và ngoài trời, có tên của khách hàng đặt chỗ và địa chỉ liên lạc. Ở phần list menu độ tuổi, chúng ta sẽ có các giá trị như sau. Thứ nhất là dưới 18 tuổi. Thứ hai là từ 19 đến 34 tuổi. Thứ ba là từ 35 đến 54 tuổi. Và thứ năm là trên 55 tuổi. Về phần giới tính, các bạn cũng thiết kế đây là một radio button group gồm có hai giá trị là nam và nữ. Để thăm dò quý khách hàng, chúng ta phải thiết kế một list menu. Nhưng ở đây list menu khá đặc biệt vì các bạn thấy tên của list menu phải là một mảng. Và các bạn sẽ cho người dùng lựa chọn nhiều mục hơn một mục. Vì thế chúng ta phải check vào Allow Multiple. Ở đây tôi cho hiển thị 3 dòng, do đó ở phần Height tôi cũng điền thông số là 3 dòng. Tiếp theo là phần các yêu cầu khác của quý khách thì các bạn sẽ thiết kế một tag area. Như vậy là tôi đã giới thiệu với các bạn cách thiết kế form này. Bây giờ tôi sẽ cho chạy thử xem form này hiển thị như thế nào. Đây, các bạn đã thấy form sẽ được hiển thị rõ ràng và rất đẹp. Việc tiếp theo khó khăn hơn mà chúng ta cần phải làm, đó chính là viết code cho form. Tôi vào phần code. Chúng ta có thể chia nhiệm vụ viết code ra nhiều phần. Phần thứ nhất, tôi chia viết code ra là lấy các giá trị. Phần code đã được tôi chuẩn bị và bây giờ tôi sẽ đưa sang phần lấy các giá trị. Những giá trị được lấy khi người dùng đã nhập tên và địa chỉ của mình. Các bạn kiểm tra nếu người dùng đã nhập tên và địa chỉ thì việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là lấy dữ liệu. Chúng ta có rất nhiều nội dung cần phải lấy dữ liệu như là số khách, ngày, các loại tiệc sáng, tiệc trưa, tiệc tối, trong nhà hay ngoài trời, tên quý khách, địa chỉ liên lạc, vân vân. Ở đây tôi đã lấy ra các loại dữ liệu cần thiết bằng biến post. Tôi đã lấy được các loại tiệc sáng hoặc trưa hoặc tối. Tuy nhiên, người dùng cũng có thể chọn đặt tiệc cả sáng, trưa hoặc tối hoặc chỉ một trong ba loại này. Vì thế, chúng ta cần phải tạo ra một chuỗi các loại tiệc mà người dùng đã đặt
tôi sẽ đặt tên cho chuỗi này là chuỗi 1, ban đầu, chuỗi rỗng. Nếu như người dùng chọn tiệc sáng, tức là tiệc sáng khác rỗng, thì dĩ nhiên chuỗi sẽ được gắn bằng sáng. Tôi sẽ tiếp tục kiểm tra cho tiệc trưa. Nếu tiệc trưa cũng được chọn, thì chúng ta sẽ lại gắn tiệc trưa vào chuỗi chúng ta đã có. Và tương tự, sẽ kiểm tra tiệc tối và gắn vào biến chuỗi. Vậy bây giờ biến chuỗi 1 sẽ lưu thông tin đặt tiệc. Chúng ta lần lượt lấy tiếp các giá trị: địa điểm, tên, địa chỉ, giới tính, tuổi, yêu cầu. Tuy nhiên, các bạn thấy ở đây biến chọn này, như chúng ta đã biết, nó là một mảng được cho phép chọn multi. Do đó, để lấy phần nội dung của biến chọn, chúng ta sẽ phải kiểm tra xem biến có được chọn hay không. Sau đó, chúng ta dùng hàm nối chuỗi. Và chuỗi cách nhau bởi dấu phẩy. Các bạn sẽ lấy được các loại mà khách hàng chọn thông qua post chọn là một mảng, hàm im load là để nối các phần tử của một mảng tạo thành một chuỗi. Như vậy, chúng ta đã lấy được tất cả các giá trị mà chúng ta cần. Việc thứ hai, chúng ta sẽ phải hiển thị các giá trị này. Ở đây là phần hiển thị dữ liệu. Các bạn thấy, tôi cho in ra một table có độ rộng 550. Lề là lề giữa. Kiểu màu nền. Để in ra tiêu đề của dòng đầu tiên là thông tin đặt chỗ. Tiếp theo, tôi sẽ qua dòng thứ hai. Dòng thứ hai, chúng ta cũng canh lề giữa và chúng ta bắt đầu in các thông tin của khách hàng, gồm có họ tên. Tại sao tôi dùng hàm UCWorks? Lý do là vì đề bài yêu cầu chúng ta tên phải viết hoa đầu từ. Tiếp theo, chúng ta sẽ in ra tuổi, giới tính. Và tương tự như tên, phần địa chỉ cũng được yêu cầu viết hoa đầu từ. Do đó tôi dùng hàm UCWorks. Bây giờ chúng ta sẽ xét tiếp dòng thứ ba. Dòng thứ ba này là cung cấp các thông tin về đặt chỗ. Chúng ta sẽ cho canh ở phần giữa và lề là lề trái. Chúng ta cung cấp các thông tin số khách tham gia bữa tiệc bằng với biến số khách đã lấy được ở trên. Ngày đặt tiệc. Và các bạn thấy, ở loại tiệc tôi in ra chuỗi 1, đó là các thông tin mà người dùng chọn loại tiệc sáng, trưa hay tối. Về địa điểm, tôi sẽ đọc biến địa điểm. Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy các thông tin về yêu cầu của khách hàng. Các bạn thấy,
các yêu cầu kèm theo của khách hàng, tôi dùng hàm NLTBR là để in xuống dòng như khách hàng đã nhập vào theo đúng yêu cầu của đề bài. Và biến đã lấy được nội dung là biến yêu cầu. Cuối cùng, tôi sẽ xuất các thông tin của khách hàng. Đó là biến chọn. Biến chọn lúc này chính là một chuỗi các lựa chọn của khách hàng. Và thời gian quý khách đặt hàng chính là tôi lấy ngày giờ hiện tại bằng hàm date và định dạng là giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm. Như vậy là chúng ta đã in ra được các nội dung mà đề bài yêu cầu. Nếu cẩn thận, chúng ta cũng có thể cho một phần là thông báo, nếu như cái yêu cầu ở trên không thực hiện được thì chúng ta phải yêu cầu khách hàng nhập thông tin khách hàng khi đăng ký chỗ, tức phần eo này sẽ ngược lại với phần insert này. Ở đây chúng ta nên cho thẻ table vào vì chúng ta đã mở table ra. Như vậy, tôi đã hướng dẫn các bạn rất cụ thể phần viết code. Bây giờ, tôi sẽ xem bài lại và chạy thử rồi kiểm tra chương trình. Đầu tiên, các bạn thấy tôi chưa nhập tên khách hàng và địa chỉ liên lạc thì màn hình sẽ có câu cần phải có thông tin của khách hàng khi đăng ký chỗ. Các bạn thấy nó nằm ở phần eo. Bây giờ tôi sẽ nhập liệu. Tôi chọn loại tiệc sáng và tiệc tối. Và ngày đặt tiệc sẽ là ngày 20 tháng 6. Tên khách hàng. Tôi sẽ sửa lại tên của tôi là chữ thường để kiểm tra xem chúng ta viết có đúng theo yêu cầu hay không. Tôi sẽ chọn là tôi biết đến nhà hàng qua hai thông tin là báo chí và đài phát thanh. Yêu cầu của tôi sẽ là thứ nhất là khung cảnh thoáng mát. Thứ hai là thức ăn ngon. Tôi sửa lại cách để dấu. Bây giờ tôi sẽ nhấn đặt chỗ để kiểm tra. Như vậy các bạn đã thấy thông tin hiển thị rất chính xác. Phần họ tên đã được viết hoa. Phần địa chỉ cũng được viết hoa. Các thông tin cần hiển thị như độ tuổi, giới tính, số khách tham gia, ngày đặt tiệc. Và các bạn thấy, tôi vì đã chọn tiệc sáng và tiệc tối nên đã hiển thị được phần tiệc sáng và tiệc tối. Tôi chọn địa điểm là trong nhà. Ở phía trên tôi đã viết
phần yêu cầu của tôi bằng hai dòng khác nhau. Do đó khi xuất ra các bạn thấy cũng đúng như tôi đã viết. Phần báo chí, đài phát thanh, đó là Multiselect tôi đã chọn. Và các bạn thấy nó đã lấy được ngày giờ hiện hành của hệ thống. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành bài tập khá phức tạp này. Các bạn hãy chú ý để làm bài tập được đúng